chuẩn bị sắp về rồi, đi là cả tháng rồi. Dạ. Thì mấy ta quấn gần hòn hòn chuối á, thì ở trong này biên phòng báo ra là tại hồi đó máy móc nó không hiện đại, rồi nó báo ra là cho hai vị mà nó báo cũng như hướng đông mà nó chở hướng tây, mình không, những người không biết. Dạ, lúc đó mà là máy là nó chưa hiện đại, chưa có liên lạc không có hiện đại gọn được, phải không? Mấy chục năm về trước mà. Dạ. Rồi nó báo vậy, thành ra thì như mình ngồi vậy là thấy lượng nào nấy bự bự đó, là đưa vô là mắc tàu mắc người luôn. Dạ. Cái bắt đầu là tôi mới chạy lên cái cầm cái máy cắt á, là cắt dây cào á, mình cắt lăn bỏ chạy mà. Dạ. Thì tôi cắt lỡ tay quá dài. Dạ. Cắt khoảng dài quá cái nó giật về. Dạ, kính chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn à. Thì hôm nay trên đường phát hiện một ông lão, là ông đi trên một chiếc xe, ông dùng cái tay ông lấy ông chống đi và cái chân ông chòi chòi để ông đi. Và mình lại tìm hiểu coi hoàn cảnh ông như thế nào nha quý ông bà cô chú anh chị các bạn. Thì hôm nay cũng khá bất ngờ. Thì mình gặp ông cụ, thì mình sẽ quay và mình hỏi tiếp cho quý vị khán giả xem ha. Cháu chào ông ha. Rồi ông đi bán giấy số hả ông? Bán số ha. Rồi ông năm nay nhiêu tuổi rồi? 59 rồi. 59 hả? Ủa 59 thì thấy ông già dữ tờ. Tại đi ngoài nắng hai mấy năm rồi. Ủa, đi hai mấy năm luôn hả? Tây Ninh, thành phố. À. Rồi Bình Dương, Đồng Nai. Vậy ông đi đủ chỗ hết. Rồi, ông có con cái gì không? Có. Có bao nhiêu người con? Con đứa. Đứa trai hay gái? Gái. Gái rồi đi gả đi ha. Hả, đâu có không? Chưa hay còn? Nó mới 14 tuổi à. 14 tuổi hả? Rồi quê ông ở đâu? An Phong. Vậy? An Phong. An Phong ha. Rồi ông nói đây trong mắt cho con hỏi chuyện tí coi. Ủa gì không giả? Thì hai ông cháu mình vừa đi vừa hỏi ha. Thì ông 59 rồi, quý vị giả mà mình tưởng đâu là ông già, ông rất lớn tuổi rồi. Rồi ông đi bán giấy số hả? Dạ. Ông chỉ đi bán giấy số thôi nha quý vị khán giả. Đó, rồi ông bán một ngày gì nhiều không? Được 200 tờ. Hai vợ chồng được 3 cây gửi. 3 cây gửi là nhiêu tấm giấy số? 400 mấy. 400 mấy ha. Là một ngày vậy thu nhập kia đủ sống không? Dư. Vậy là ông đi bán giấy số khắp tỉnh luôn ha. 25 năm rồi. 25 năm. Cơn bão số 5 tới giờ. Dạ, cơn bão số 5 mà lúc trước tới giờ ha. Là năm nó bị tai nạn tàu biển đó, cơn bão số 5 đó. Vậy là ông đi biển. Ông đi biển bị cơn bão số 5 rồi cái chân ông bị vậy luôn ha. Ông cái chân ông thì nó bị ảnh hưởng là nó mổ còn còn cây nóc. Còn cây nóc ha. Còn cây nóc rồi. Nó cộng xanh rồi. Dạ. Đánh và cắt dây đánh gãy ba sườn mà. Ý là lúc mà bão nó dập lên là cắt dây rồi cắt dây nặng đó. Dạ. Ở tại hồ chuối. Dạ. Là lúc đó là ông bị đó là lúc cơn bão số 5 đúng không? Dạ. Là ông đi tàu biển ở đâu? Đi Kiên Giang. Kiên Giang ha. Đi ghe Hoàng Anh. Dạ. Đi ghe Hoàng Anh. Dạ. Rồi ông ngồi đây cho hỏi chút coi. Thì tại ông gian nan quá hay gì mà nhìn ông già trước tuổi vậy? Đi rồi tức ngày đêm rồi lấy cá đó. Dạ. Rồi về rồi hai mươi mấy năm là ông đi được gì không? Dạ. Bán Tây Ninh bán Tây Ninh được là 7 năm. Dạ. Bán ở thành phố cũng Lê Minh Xuân ở chùa Phật Cô Đơn cũng 7-8 năm. Dạ. Rồi ra Bình Dương bán thấy Bình Dương nó phức tạp nó giật quá. Dạ, ý là ra lúc mà ông ra ở Bình Dương là ông bị giật số mấy lần phải không? 2-3 lần. Rồi ông sợ. Sợ ông ra đâu bán nữa? Cái ra Đồng Nai cái giờ thôi về nhà gần buổi nhà cửa rồi vợ hai chồng đi bán đủ sống chú ơi. Dạ đủ sống ha. Cũng lo cho con ăn học đầy đủ. Rồi con ông năm nay học lớp mấy rồi? Lớp năm nay lớp 7 rồi. Lớp 7 rồi ha. Mà bé ngoan không ông? Ngoan chứ. Ngoan ha. Thì sao lúc đó không sinh nhiều mà sinh có con bé không vậy? Lúc đó còn cảnh cũng còn khó khăn. Mà bây giờ hết khó khăn chưa? Bây giờ hết rồi. Hết ha. Bây giờ lúc đó thì nhà nước cũng cho nhà. Cho tiền hàng tháng. Dạ. Bây giờ mình
được rồi thôi, mình không có nhận cái gì của ai hết. Dạ. Chỉ làm nhiêu ăn nhiêu thôi ha. Đợi sau này mà công mở một cả mười. À. Mang nợ người ta ha. Đúng, YouTube quay tôi nhiều lắm. Dạ. Mấy anh YouTube đồ quay quay ở tháp 10 nè. Tăng Hồng. Nè, dạ. Ở trung tâm nè, Hồng Ngự. Dạ. Có chú Dĩ rồi, chú Dĩ quay nữa. Chú Dĩ quay hả? Mà lúc đó là quên hết, tự giờ hỏi mà ông tên gì? Tên Hoàng. À, chú Hoàng ha. À. Chú Hoàng hơi quý vị giả chứ mình chú thì có 50 mấy à, tại hôm nay mình lợi thì thấy chú là mình tưởng đâu là chú cỡ 70 mấy 80 gì á. Ai giờ nhìn ngoái rồi sáng giờ bán được nhiêu tờ rồi chú? Mới lên bán à. Mới lên bán hả? Ờ mới lên ở thằng đó đó. Dạ. Rồi giờ chú đi bằng phương tiện gì? Đi xe này luôn hả? Xe Honda. Xe Honda mướn xe ôm hả? Vợ chở. Vợ chở. Muốn xe ôm mà cho tiền không? À, vậy là chở rồi vợ đi bán luôn. Dạ. Vậy là vợ của chú là bình thường. Bình thường. Còn cái chân của chú đứng lên đi được không? Đứng đi thì có vậy mình đi yếu thôi. Yếu. Chứ không phải cái này cái dạng không phải tự biến. Dạ. Mà cũng như cái dạng là mình mổ rồi cắt ruột bỏ đó. Dạ. Cắt cái ruột bỏ cái nó keo qua nó bị ảnh hưởng thôi. Dạ. Chứ không phải là như là không phải là tại biến. Dạ. Ý là mình bị cắt ruột bỏ rồi cộng thêm nữa là mình bị gãy xương đúng không? À. Thì nó mới đi yếu thôi không? À. Rồi chú đi bán từ lúc mấy giờ? Cỡ này là đi bán không đi sớm nữa mà 8 giờ rưỡi 9 giờ mới đi. Dạ. Tại sao không đi sớm? À, đi bây giờ đi mệt mỏi quá bán chút rồi hết thì về rồi. Dạ. Rồi bây giờ nói cây này kia khán giả không hiểu vậy chú bán một ngày vậy là bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tấm giấy số? Được là mấy trăm tấm. 170. Còn vợ chú là bán cũng 170 luôn. Vợ chú là bán 200 là 370 là thu nhập ngày là được 300 mấy 400 ha. Dạ. Cũng đủ sống ha. Dạ. Rồi bây giờ nhà thì cũng có rồi. Nhà có rồi, có lúc đó nhà nước cắt cho ha. Dạ, lúc mà mới về bị mới vừa là nhà nước cho. Lúc đó tại thấy mình khổ quá ha. Rồi bây giờ cũng có người ta tặng quà này kia đó mà mình không lấy, không đúng không? Là mấy chú YouTube cũng cái đó đem tiền lại chú mà ở gì rồi. Rồi nguyên nhân sao mà chú không nhận? Không, tại vì hồi đó giờ bà già chứ ông già nói là giúp bác mình làm phước người ta không làm thôi chứ. À. Đừng có nhận cái gì của ai để sau này rồi mất công con cháu mình nó hưởng. Dạ. Ăn thương cũng mười mấy năm mà. Dạ, chú ăn thương mười mấy năm luôn. Rồi bây giờ đi lên bệnh viện khám là không có sức khỏe, nó kêu về ăn mặn đi. Dạ. Bây giờ nhả mặn mà ăn không được chú ơi. Không được phải không? Tích tanh hay sao? Nó ăn không, kiểu như tanh nó, tanh ăn được thôi. Thì không chịu con gà là nhiều. Dạ, thì chú kể là cái lúc mà chú đi biển mà gặp bão số 5 chú kể lại cái ngày hôm đó cho quý ông bà cô chú chị bạn được nghe ra. Cũng như cái ngày đó là đi là chuẩn bị sắp về rồi, đi là cả tháng rồi. Dạ. Thì mấy ta quýnh gần hòn chuối á. Thì ở trong này biên phòng báo ra là tại hồi đó máy móc nó không hiện đại. Rồi nó báo ra là cho hay vậy mà nó báo cũng như hướng đông mà nó chở hướng tây mình không, những người không biết. Dạ, lúc đó mà là máy là nó chưa hiện đại, chưa có liên lạc không có hiện đại gọn được, không? Mấy chục năm về trước mà. Dạ. Rồi nó báo vậy thành ra thì như mình ngồi về là thấy lượng nào cũng lấy bự bự đó là đưa vô là mắc tàu mắc người luôn. Dạ. Cái đầu là tôi mới chạy lên cái cầm cái máy cắt á, là cắt dây cào á, mình cắt lăn bỏ chạy mà. Dạ. Thì tôi cắt lỡ tay quá dài. Yeah. Cắt phẳng dài quá cái nó giật về quýnh mà quýnh là tôi chết tại chỗ rồi. Rồi vô bệnh viện là nó đòi đẩy xuống nhà xác. Rồi mấy bạn cũng nói tới cái giờ thai ca đó là mình người ta cứu được là do là thai ca đó, ông đó ông cũng nhiệt tình, bác sĩ đó ông ấy là chích thuốc vô tim mình, ông nhồi cái có hơi hớp là lên mổ luôn. Yeah. Mổ giữa ruột rồi là một tháng mấy mới tỉnh á. Dạ. Là lúc đó tưởng là mình xong rồi phải không? Xong rồi. Mà đúng. Chú còn nhớ cơn bão số 5 đó là năm mấy không? Năm 97. 97 phải không? Là tới giờ là cũng là 27 năm rồi hả? 27, 28 năm rồi.
Rồi rồi. Rồi xong rồi lúc đó mà bị là ở ngoài xa biển không? Ở xa chứ, ở ngoài tới Hòn Chuối luôn mà. Hòn Chuối là vô đất liền là tầm cỡ là mười mấy cái hải lý á. Mười mấy cái hải lý là theo một hải lý là nó bao nhiêu cây số chút? Hải lý là nhầm cái mình cũng không đoán được, như nhầm cái 10 cây cũng có, mười mấy cây cũng có. Dạ, 7-8 cây cũng có. Là một hải lý đó phải không? Ừ. Vậy là tính ra là nếu mà cái thời gian mà bị tai nạn cái đó mà vô dưới đất liền là tầm cỡ mấy tiếng đồng hồ mới vô tới? Không, lúc mà ngưng bão là biên phòng ra. Dạ. Biên phòng ra cũng như là kiếm những người mà trôi mà còn dạ, sống rồi đó thì chết. Thì ra thì cái là báo nó rồi nó mới lại nó chở vô. À, vậy là chú còn ở trên tàu luôn ha? Còn. Còn mà lúc đó là nó đau nhất, chắc đau nhất dữ lắm rồi chú? Nó bể là nó tràn dịch luôn rồi. Dạ. Đó nó bể ruột mà. Rồi lúc đó cảm giác chú như thế nào? Thì lúc đó mình nghĩ mình chết rồi, đâu nghĩ sống rồi. Rồi tới chừng đem qua đó là đem vô tới bệnh viện là bác sĩ nói chết rồi. Dạ. Thì sao mà ông bác sĩ kia ông thấy còn... Cũng như ông khám mà cũng như ông còn thấy hơi nóng cái gì đó. Dạ. Rồi ông mới nhồi. Dạ. Ông nhồi tim mình cái có ốp là đem lên mổ luôn. Rồi mấy thằng bạn mà bằng chung đó thì nó cũng lên nó đưa mình vô đó, nó cũng ở đó. Dạ. Rồi tới chừng 1 tháng mấy mà. Rồi lúc đó là chú hết biết gì luôn hả? Biết gì nữa biết. Vậy là cấp sau lúc mà mình tỉnh bình thường lại là nghe người ta kể lại thôi đúng không? Thì mấy bạn nó kể lại đó. Kể là ha, ly nói kỳ là, ha. Nó đậy giấy trắng lại đưa xuống nhà xác. Ý là đậy giấy trắng chuẩn bị đưa xuống nhà xác đúng không? Ừ. Mà cái ông bác sĩ kia là ông khám lần nữa là thấy còn ấm. Cái ông chích mũi thuốc vô ông nhồi tim. Và cái vô tình sống lại. Vậy là tính ra cái mạng của chú cũng lớn ha. Hồi đó là ghe qua của Hoàng Anh đó. Dạ. Hoàng Anh nó Kiên Giang đó là lúc đó là về là ổng đậu hết hồn bán ghe luôn. Dạ. Quán hồn bán ghe luôn ha. Bán ghe hết luôn, bây giờ ổng đi xà lan. Dạ. Mà nếu mà tôi không bệnh là ổng cho mình đi theo ổng nữa ha. Xà lan tại vì ổng thương tôi lắm. Dạ. Mà lúc đó chú theo nghề biển là chắc cỡ hai mấy tuổi vậy hả? À, lúc đó theo nghề biển cũng đâu là ba mấy rồi. Ba mấy ha. Ba mấy mà ba mấy à. Ba mấy tuổi ha. Rồi như vậy lúc mà trước theo nghề biển thì chú theo nghề gì? Trước nghề biển thì hồi đó cũng đi buôn bán hàng ăn vậy đó. Dạ. Rồi sau này mới về mới đi biển. Mà bây giờ bình phục lại có theo nghề biển nào không? Bình phục dễ yếu lắm. Sợ rồi ha. Bây giờ mà nói mạnh mà kêu tôi đi nữa là chắc tôi không dám đi rồi. Không dám đi ha, sợ ha. Chết à. Dạ. Ra tới đó là vô tới đất liền thì thấy con người mình nó thảnh thơi với dạ. Đó. Chú biết người mình cũng như giao cho là biển rồi. Dạ. Thì tâm sự cuộc đời của chú lúc mà đi biển với những khán giả rất ly kỳ. Và cái cuộc vô bệnh viện cũng rất ly kỳ. Thì con vô tình nay con gặp chú thì con mua giấy số ủng hộ chú ha là được rồi. Tại vì tiền chú cũng đâu có nhận đâu đúng không? Mua giấy số ủng hộ thôi. Thì chú thường bán cái đoạn đường nào để nói cho ông bà cô chú này kia? Đường nào cũng bán hết trơn á. Mà đường nào bán nhiều nhất? Thì bữa nay bán đường này, ngày mai bán Hồng Ngự, ngày mốt bán Tân Hồng. Dạ. Cũng như là y gan là thích mình tệ vậy đó. Dạ. Mình tệ đi sao tôi đi vậy đó. Rồi gì, chú phán đấu giống ổng không? Rồi chú lấy cho con mỗi thứ 5 tờ đi. Nói với diễn khán giả bên này nghe chú kể một câu chuyện rất hấp dẫn luôn của diễn khán giả. Hấp dẫn mà cao trào. Đợt đó là chết nhiều chú ơi, không tưởng tượng. Không tưởng tượng nữa ha. Mà ý là tính ra là cái mạng chú cũng rất lớn ha. Chứ không phải là bây giờ cũng ra là cặp ghe của tôi đi là vô thoát được là cũng hên. Dạ. Lúc vô Hòn Chuối á, đó dạ. Nên là cặp ghe có mình anh tôi bị thôi. Dạ. Và mình ảnh hưởng đâu bị vấn đề đó thôi. Nè, chú đếm lại. Dạ thì nay vô tình có gặp chú ha. Dạ. Thì con cảm ơn chú đã chia sẻ cuộc sống của chú. Dạ. Và chúc chú là luôn luôn sức khỏe, dạ, bình an cho cuộc sống ha. Dạ. Và cũng không quên cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú anh chị bạn, chúc quý ông bà cô chú anh chị bạn ha. Dạ, một ngày chú đi làm cho bắn đấu ha. Dạ, một ngày vui vẻ tràn đầy sức khỏe mà phát tài. Bye bye, hẹn những clip tiếp theo. Dạ, chào chú. Chú bây giờ YouTube lại quay là xà lan hết trơn á. Dạ. Mà có gì đâu. Cái ở Tây Ninh đăng báo 2 lần luôn. Đăng báo tự đời vậy.
lâu lắm rồi ha, là đang cũng như là nói hoàn cảnh tôi đi biển vậy đó. Dạ. Thì là cô bác đồ lúc đó mua số dữ lắm rồi. Dạ. Thì cũng mong cái clip này lên mà mai mốt người ta biết tới chú nhiều, tại chú là không có cần mà phải ai cho tiền mà chỉ mua với số ủng hộ là ok rồi. Dạ. Mong cái clip này lên thì quý ông bà có chú anh chị bạn có dịp qua quốc lộ 30 từ An Phong lên tới Hồng Ngự thì gặp hình ảnh của chú thì mua số ủng hộ chú ha. Rồi nữa cái clip này đến đây thôi, chúc cả nhà mình một ngày vui vẻ, tràn đầy sức khỏe, làm ăn phát tài, bye bye, hẹn những clip tiếp theo.